Chương trình Ngôn Tinh Ngữ Túy do Vĩnh Lạc phụ trách xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả Đài Sài Gòn Network Houston 51.3. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi tiếp với chủ đề chữ Việt trong cái tên Việt Nam. Tuần rồi thì chúng ta đã vào nhập môn và chúng ta đã biết được ít nhất một nghĩa chính của chữ Việt là vượt qua, trội lên hay là rượt theo, đuổi theo. Và còn có một phần nữa là lướt, lướt qua, lấn lướt, nó có hàm một ý đôi khi xấu nhất là do người trung quốc họ suy nghĩ về chủng tộc ở phương nam này rồi sau đó chúng ta đã có ghé qua một cái chữ việt của nước quảng đông cổ bây giờ là người quảng đông họ dùng cũng là chữ việt đấy mà trong sách cổ dùng hai chữ việt thông qua thông lại với nhau nhưng mà từ sau này người quảng đông quyết định dùng chữ việt đó để viết cái tên Việt của mình và nhất định tách riêng với Việt ở Việt Nam không còn phân đôi ra và không còn chung với nhau được nữa. Chúng ta nên biết rằng thời cổ sử đó thì người ta có biết các đòn bộ lạc sinh sống ở trên lưu vực sông Dương Tử ở cả vùng Hoa Nam. Người ta thường gọi là Bách Việt tức là 100 bộ lạc thuộc về tộc Việt với nhau. Vẫn còn tranh cãi vô cùng uh, sôi nổi trong học giới khắp mọi nơi từ Đông sang Tây rằng Bách Việt ngày xưa ở vùng sông Dương Tử đó có dính líu dây mơ rễ má gì lắm tới Bách Việt Nam chúng ta hiện giờ hay là không. Nếu tuần rồi quý vị nghe, quý vị cũng đã có biết rõ rằng theo người Trung Quốc thì họ deny, họ chối bỏ điều đó hoàn toàn. Họ không cho rằng chúng ta, người Việt Nam phương Nam có dính dáng gì tới những Bách Việt ở phương Bắc đó. Và nhất là ở một cái nước đã thành lập ra một quốc gia hùng mạnh thịnh trị có cơ chế chính trị rõ ràng và đồng thời cũng có mặt trong lịch sử Trung Quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc rất là nổi tiếng là nước Việt của Việt Vương Cầu Tiễn. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi đào sâu một số góc độ khác chung quanh chữ Việt đó, sau một số vấn đề có thể nói là chính xác và dễ xác nhận, à, Vĩnh Lạc sẽ mạo muội mở thêm cho quý vị thêm những liên tưởng xa xôi làm cho chúng ta thấy được rằng chữ Việt của Việt Nam nó có rất nhiều điều thâm thúy và huyền diệu mà không dễ gì con dân nước Việt đã biết hết được mà các cớ trớ trêu thay đối với suy nghĩ của người Việt Nam hiện đại yêu cầu đầu tiên là phải chịu khó nhìn đến mặt chữ Hán bởi vì chữ Hán không phải chỉ có Việt Nam dùng mà sẽ có Nhật Bản và Triều Tiên dùng Đại Hàn đó và trong chương trình hôm nay thì báo trước với quý vị rằng con cờ Nhật Bản trong cái ván bài chữ Việt nghĩa là gì sẽ có những đóng góp vô cùng thú vị của nó nếu quý vị nhìn nãy giờ đã thấy sau lưng có có hai bức tranh quý vị nào mà sành về nghệ thuật biết ngay đó là tranh của Nhật cho nên chắc quý vị có câu hỏi là chương trình này về quốc hiệu của nước Việt Nam anh cho tranh Nhật lên làm gì thì xin thưa trước rằng hai bức tranh ấy sẽ góp phần hỗ trợ hết sức tác lực vào trong nội dung của chương trình hôm nay rồi bây giờ thì à, à đúng rồi à, một bức tranh và một pho tượng thưa quý vị à, ở đây là vĩnh lạc lầm bây giờ mình trở lại mình khảo sát thêm cái chữ việt của quảng đông một tuần rồi mình mới vừa ghé qua nhá cái phần dưới của chữ việt đó quý vị nó là cái chữ khảo chữ khảo này nó có nhiều nghĩa lắm mà hôm nay chúng ta không có giờ ghé lại lâu chúng ta chỉ nói cho quý vị biết là Nó là phần thành phần chính ở trong cái chữ khảo là ban giám khảo tức là coi học sinh ra sao khảo cũng là chữ đi gọi cho người bố đã khuất trong tiếng trung quốc lịch sự ngày xưa tức là bố còn sống thì gọi là phụ và bố chết rồi gọi là khảo nhất là của vua gọi là hoàng khảo và báo trước cái việc một điều rùng rợn nữa là chữ tra khảo cũng là chữ này dĩ nhìn nó thêm cái bộ khác bởi vì khi mà hỏi và giám sát như là thầy giáo mà xem bài của học sinh và đồng thời khảo cho ra xem nhà người có biết cái, rõ cái nội dung mà ta cần hỏi hay không thì nếu mà cần phải tra khảo tới bến ba chữ khảo ấy chữ khảo là của người bố đã chết chữ khảo là là ban giám khảo chấm bài cho học sinh và chữ khảo là tra khảo đó suy luận gần xa nhiều quay nguy hiểm chữ khảo này thưa quý vị nó có một cái biến tướng rất đặc biệt là trên đầu thêm một nét nó không tôi nó biến là chữ vu chữ vu này à, người việt nam mình bây giờ ít biết chữ vu này nó thông với chữ ư chữ ư việt nam đọc là ở đó quý vị ở tức là át đó, ở tại nơi nào đó đặc biệt trong tiếng việt nam của mình thì chữ ở là át chỉ là một giới tự không thôi trong tiếng hán đã biến thành ra một động từ hẳn hoi nhà anh ở đâu anh ăn ở như thế thì ai mà ở với anh được chữ ở mà ơ có râu và dấu hoài của chúng ta là biến âm của chữ ư trong tiếng hán vu cũng là một biến âm của âm này bởi vì tiếng hán nó có cái âm u đó âm u giống như tiếng pháp thì cái âm nó nửa y và nửa u tiếng việt nam mình không có âm đó cho nên khi nào mà động đụng chữ u đó thì mình biến ra âm ư mà âm ư nó hơi cứng quá cho nên mình có một cách thứ hai là ráp chữ v với chữ u lại hai chữ đi gần nhau nó mềm hơn thật ra do đó nó ra hai âm vu và ư ở trong tiếng hán việt cũng như trong tiếng trung quốc cổ đại nhưng mà ở trong tiếng hán hiện đại thì hai cái nó biến là chữ dữ, dữ hết quý vị đó là một cái thần thái của tiếng hán thành ra ư và vu là một chữ chữ vu này có khi người ta chỉ cần biết dính lại như thế này không tôi cũng là chữ vu nhưng vì chữ vu này nó có cái hình dạng giống như là cây đinh mà là chọc qua cái 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 ván vì nó đứng thẳng đó. Cho nên là người ta còn đọc lộn ra ở Việt Nam không tôi đọc lộn chữ này ra ra chữ đinh rồi đọc thành ra chữ trưng luôn chẳng hạn như là uh, ở tại nơi nào đó thì vì, vì tại tôi làm như vậy nó là vì trưng tôi làm như thế. Chữ trưng này là đọc trưng cổ thật rằng đằng sau không phải chỉ là lầm lẫn mà nó còn biến âm. vĩnh là hôm nay sẽ không có tì giờ để mà chứng minh với quý vị rằng chữ giữa chữ Việt à, và chữ nguyệt đó thì việt là băng qua vượt qua và, và và nguyệt là tăng thì đồng thời của chữ vu này nó cũng có âm vừa là vu mà vừa là trưng nữa thưa quý vị trưng tăng và băng là những cái âm cổ nó có thể thông với nhau nó có hai dãy chữ quý vị thấy nó có nhiều điều huyền hoặc lắm nên bây giờ mình tạm thời chấp nhận dễ dàng là chữ bên dưới này nó có hai dạng chính là dạng khảo cũng như là dạng thứ nhì mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây để mình dạng bấm chữ lại tìm cho quý vị một tí à đây rồi à chúng ta trở lại vì bấm nhầm nút nãy bây giờ đây là đây là chữ 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 khảo đây nhá nó có thể trở qua cái chữ vu này xong rồi nó có thể trở qua chữ vu này thưa quý vị và chữ việt và chữ vu cổ theo tự điển chú hẳn hoai của thuyết thuyết văn giải tự cũng hai chữ uh, dùng chung nghĩa với nhau việt là ở tại bởi vì việt là vượt lên đến nơi đó rồi có cái móc cắm rùi cắm xuống để mà làm cái nơi trốn mình ở cho nên người ta nói là chữ vu và chữ việt thông nhau và trong sách chép thì việt vương câu tiễn cái nước cổ của ông có tên là ư việt cũng là một biến dạng của chữ vu và chữ ư này thôi bây giờ phần dưới mình nói như thế ngày hôm nay đủ rồi mình phải đi tiếp cái phần bên trên thưa quý vị phần bên trên của chữ việt kia chúng ta đi tới thì là ở trên đó quý vị thấy cái chữ này là chữ thẩm thưa quý vị thẩm là thẩm định như chữ mà là có năng cứu thẩm mỹ đó quý vị hay là thẩm thức hay là quan thẩm phán thẩm tức là dùng trí óc mà đánh giá một vấn đề xem nó thấp cao hay dở đúng sai trắng đen thị phi như thế nào thì gọi là thẩm chữ thẩm này á là cái câu cấu trúc của nó cũng dễ thấy lắm trên đầu nó có cái mái nhà bởi vì nó có cái mái nhà có một viên quan phán xét ở dưới là chữ biện mà tuần đồi vĩnh Lạc đã nói tuần này nhắc lại bởi vì nó khó chữ biện này nguyên nghĩa là dấu chân con thú dấu chân con thú người đi rừng nhìn chân con thú thì biết được ngay phân biệt được you <laughs> À, người việt nam hiện tại bây giờ hay dùng lộn chữ biện với chữ biệt quý vị nhé thật ra biệt tức là chỉ có vẹt đôi chia đôi làm hai, ra hai đường thôi thì người ta hay lầm nghĩa là mình suy luận đó thì mình vẹt bên này qua bên kia mình biệt hai cái ra hai bên nhưng mà không phải chỉ có biệt không thôi mà có biện nữa quý vị n ở chốt biện tức là mình biện luận được vấn đề mình phân và mình biện được mình phân mà mình nói rõ là vì sao tôi phân và có khi không phải phân ra hai vẹt ra hai đài như phân biệt mà là hai cái vấn đề nằm chung nhau nhưng mà cái trắng đen nó vẫn rõ ràng là phân biện được ở trong cái cái bãi đó cái gì là đúng mà cái gì là sai, cái phân biện nó cao hơn phân biệt. Người bây giờ người ta gần như không nhờ còn nhớ chứ biện nữa, biện luận thì còn nhớ mà phân biện thì không biết. Chứ biện này do đó cái dấu chân thú này rất là đặc biệt. Nhưng mà báo cáo với quý vị như tuần rồi là bởi vì chứ mễ ấy. À, là nó vô tình nó giống chữ biện này quá Chữ mễ là nó từ một góc khác hoàn toàn trong chữ cổ Vô tình vì chữ hiện đại viết giống nhau mà thôi Chữ mễ nó viết là có chữ thập là tượng tình cái cây Nó có bốn cái hạt, bốn bên Nhưng mà nó không có cái méo trên đầu Còn chữ biện là vì nó vẽ dấu chân con thú Cho nên chữ biện nó có cái méo trên đầu Chỉ có thế thôi Mà bao nhiêu người à, Vĩnh Lạc nhắc lại Bởi vì sách vở Việt Nam viết cái này nhiều lắm Bao nhiêu người đã tự hào rằng Việt Nam của mình dân tộc trồng lúa nước đầu tiên trên thế giới Cho nên cái chữ Việt tên dân tộc cổ của mình nhiên chữ Việt bây giờ là chữ Việt Quảng Đông đó Nhưng ở thời cổ hai chữ Việt ấy dùng thông nhau là Thành ra họ tự hào dân tộc mình trồng lúa nước Ở trong cái tên chữ Việt mình có bộ mễ thì thấy chưa Và quý vị đọc rất nhiều sách người ta lặp đi lặp lại cả cả trăm nghìn lần Cái câu là uh, nước Việt bộ mễ với lại chữ Việt bộ mễ Không hề có chữ Việt bộ mễ nào trên đời thưa quý vị Và cũng không hề có tiếng Việt bộ mễ Mặc dù có nhiều cái phân chữ làm họ cũng bị sai Họ cũng mất bớt một nét lên đầu của chữ biện đi và chúng này còn cái nữa là quý vị biết là gì không? có một cái chữ rất hay trong tiếng việt nam của mình mà mình không bao giờ ngờ là chữ biết thưa quý vị tôi biết điều này tôi biết điều kia hầu hết tất cả các từ của chúng ta có về suy nghĩ đầu óc và tư tưởng đều là mượn của tiếng hán cả Dĩ nhiên là bởi vì điều này không có gì nhục nhã hay xấu xa mà nó chỉ là một hiện tượng bình thường mà thôi như tiếng Pháp thì tất cả mọi mọi từ của họ mà về tư duy là điều về về tiếng Latin, tiếng Hy Lạp cổ, tấn tìm, tít khuê hết, họ không có chữ riêng. Nhưng ở Việt Nam mình đặc biệt có chữ biết và chữ biết từ chữ biện này mà ra và cũng từ chữ Việt này mà ra. Biết là một cái chữ nó cố định từ trong cái lòng của chữ Việt cổ. Biết là nhìn dấu cho con thú biết được đúng sai, biết được đường đi của nó, đánh giá được vấn đề và theo được bước đi của nó là một chữ tuyệt vời, chữ biết là chữ riêng của chúng ta mà các cụ ngày xưa khi cần viết xuống cũng không biết lấy chữ biệt phân biệt để viết chữ biết luôn quý vị không đúng quý vị chữ biết này ở trên xứ mường đọc là mắt à, m at mà không có dấu sắc quý vị nhé đó là những cái gốc rễ sâu xa rất là hay ho của chữ việt bây giờ nó thành ra một chữ tên riêng của tỉnh quảng đông